Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại mình đây. Và hiện tại đang là mấy giờ rồi? 7 giờ 15 rồi. Mình bắt đầu quay từ lúc 6 rưỡi. Và hiện tại là 7 giờ 15. Mình vẫn chưa làm xong cái mở bài. Chắc chắn là lần này mình sẽ phải thành công. Mệt lắm rồi. Tốn hết cả nước bọt mà ở đây không có nước. Thì như chủ đề hôm nay mình đã nói, thì làm thế nào để lấy được lòng của bố mẹ? Thì đầu tiên thì mình phải xét đến nguyên nhân. Nguyên nhân thì ví dụ như là bạn lười này. Nguyên nhân thì đầu tiên phải xét đến là như là bạn lười này. Bạn ỷ lại vào bố mẹ này. Bạn mê chơi game. Suốt ngày chơi game. Thì những việc tưởng chừng như rất nhỏ như vậy thôi, nhưng mà dần dần thì nó sẽ hình thành một cái thói quen. Và bố mẹ cũng sẽ tự hình thành một cái thói quen là con mình chỉ làm được như vậy thôi. Và rồi thì bạn sẽ bị mất đi sự tin tưởng. Mà những thứ như là niềm tin hay là sự tin tưởng thì mất đi rồi thì khó lấy lại lắm. Nên là chúng ta phải cần thời gian để lấy lại những thứ gì đã mất. Thứ gì đã thuộc về chúng ta nhưng mà đã mất. Những việc tưởng chừng như rất nhỏ như vậy nhưng mà dần dần thì sẽ để lại một cái hậu quả rất là lớn. Như kiểu là cái gì bố mẹ cũng làm hết cho các bạn thì mai sau các bạn sẽ bị ỷ lại. Kiểu nếu mà mình không làm chuyện này thì bố mẹ sẽ làm giúp mình thôi. Và dần dần thì các bạn sẽ bị mất tự tin và bố mẹ kiểm soát các bạn rất là chặt. Như mình ngày xưa ấy. Mình ngày xưa bị kiểm soát chặt lắm. Đi chơi cũng rất là ít khi đi chơi. Nhưng mà giả sử đi chơi buổi tối ấy, 7 giờ đi là 9 giờ là phải có mặt ở nhà rồi. Như vậy thì có phải là kiểm soát không? Rất là kiểm soát đúng không? Đó. Thì dần dần mình cũng tìm hiểu và có những cách để giải tỏa những sự kiểm soát đó ra. Và như bây giờ chẳng hạn thì mình đã khá là tự do và mình cảm thấy khá là thoải mái với cuộc sống của mình. Thì bây giờ nó đã mất đi rồi thì các bạn phải từng bước xây dựng lại niềm tin trong lòng bố mẹ. Việc đầu tiên mình làm khi bố mẹ mất niềm tin vào mình đó là mình bớt đi chơi điện tử hơn này, mình nghe lời bố mẹ hơn, chăm chỉ hơn. Và tự mình đưa ra nhiều quyết định hơn nữa. Có những cái quyết định mà bố mẹ bạn không cho đâu, nhưng mà theo mình ấy thì bạn nếu mà bạn cảm thấy hợp lý thì các bạn cứ làm, chứ đừng nghe theo bố mẹ làm gì cả. Như mình đây này, mình hỏi bố mẹ 5 câu thì cả 5 câu bố mẹ cấm cản mình, nhưng mà mình cứ làm thôi. Và đến lúc thành quả thì mình nhận được, hay là trái đắng thì mình cũng nhận được. Tại sao mình phải quá phụ thuộc bố mẹ làm gì nhỉ? Hãy tự quyết định những thứ quan trọng trong cuộc đời của mình. Có những việc tưởng chừng như rất nhỏ thôi, nhưng mà nó lại để lại một sự tin tưởng rất là lớn. Và nó sẽ hình thành dần dần. Như kiểu là mẹ ơi, cho con vay 1 triệu, cuối tháng con trả. Thì đúng như thì mình sẽ thực hiện đúng như những gì mình đã nói. Đến cuối tháng là mình phải trả lại cho bố mẹ đúng 1 triệu. Thì mình chắc chắn là lần sau mẹ bạn vay thêm 5 triệu, bạn có vay 5 triệu thì bố mẹ cũng cho. Nhưng mà các bạn phải trả nhá. Các bạn phải trả. Và rồi những việc như vậy thì sẽ xây dựng một cái niềm tin rất là lớn với bố mẹ. Cái này thì mình không phải mình cái việc này thì không chỉ ở trong gia đình mà ở trong ngoài xã hội cũng vậy. Các bạn vay ai, kể 10.000 đi chăng nữa thì các bạn vẫn phải trả. Dần dần thì người ta sẽ càng tin tưởng mình hơn, bởi vì từ những việc nhỏ nhất mà mình cũng thực hành đúng theo những gì mình nói thì tội gì những việc to lớn hơn các bạn nói mà người ta không thực hiện. Các bạn à, nếu bố mẹ muốn bạn làm gì mà bạn có thể làm được thì hãy làm, và làm thật chuẩn. Chứ đừng kiểu trước mặt như này xong rồi sau lưng lại như thế kia. Sự dối trá không thể nào đi đến trái tim của một con người đâu.
Các bạn cứ thành thật, thật thà nhất có thể. Dần dần thì bố mẹ sẽ tin tưởng bạn nhiều hơn. Điều tiếp theo mình muốn nói là các bạn hãy nên trung thực, kể cả với những thứ mà gây bất lợi cho mình, như kiểu đi chơi game hay là đi đâu chẳng hạn. Mình ấy, ngày xưa mình đi chơi điện tử mình hay trốn lắm. Giả sử đi học, giả sử được nghỉ học này, mình lại giả vờ con thương mẹ, con đi học xong rồi con đi chơi điện tử. Nhưng mà bây giờ mình khác rồi, mình ít đi chơi điện tử hơn. Nếu có bạn bè rủ thì mình mới đi thôi. Thì như vậy chỉ cũng chỉ là xả stress thôi. Thì những thứ như những lúc như vậy, bố mẹ hỏi mình mày đi đâu ấy, là mình trả lời thật luôn, con đi chơi điện tử. Vậy cho sau. Thà bạn nói sự thật nó hơi phũ phàng một tí, nhưng mà còn hơn là các bạn tự đặt câu hỏi cho bố mẹ, không biết thằng này có đi đi học thật hay không, hay là nó lại đi bay đi lắc tìm sao đó. Những thứ suy diễn như vậy nó còn nguy hiểm hơn là các bạn đi chơi điện tử. Và mình khuyên thật là các bạn nên thành thật với chính bố mẹ của mình. Có những việc nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ dần dần tích tiểu thành đại và sẽ hình thành một cái thói quen cho bố mẹ bạn. Và câu chuyện của mình thì xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu có góp ý, đóng góp ý kiến như nào thì các bạn hãy comment ở dưới để mình cố gắng sửa đổi và phát triển hơn. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người thành công.